Tự làm hệ thống đựng thức ăn thông minh cho mèo chỉ với hai chai nhựa. Với hệ thống tự tạo này, bạn sẽ chẳng còn phải lo chú mèo ở nhà bị đói nữa. Bé mèo của bạn một ngày đòi ăn rất nhiều lần, nếu cứ cho ăn đủ bữa như thế thì chắc phải dành cả ngày ở nhà chung với nó. Thế nhưng nếu bạn để sẵn thức ăn bên ngoài thì không khí sẽ làm cho thức ăn bị nhũng đi, với lại cũng sẽ chẳng còn thơm ngon nữa. Tuy nhiên với hệ thống đơn giản sau sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề, đặc biệt nếu có đi du lịch vài ngày cũng chẳng lo chú mèo ở nhà bị đói. Chuẩn bị hai chai nhựa, một dao rọc giấy. Cách làm: bước 1, trước tiên bạn dùng dao gọt giấy cắt một lỗ tròn trên chai A, dùng làm lỗ để thức ăn chảy xuống. Phần lỗ này phải vừa với miệng chai B nhé. Đồng thời bạn cũng cắt một hình thang bên dưới chai A để làm máng ăn. Bước 2, chai B chỉ cần cắt ngang là được. Sau khi cắt hai chai sẽ được sản phẩm như thế này. Bước 3, tiếp theo bạn gắn phần đầu chai B vào lỗ tròn được khoét trên chai A. Bước 4, sau đó thì đổ thức ăn mèo vào phần đáy chai B. Bước 5, sau khi đổ thức ăn vào vừa đủ thì bạn nhét phần đáy vào phần đầu cho cố định. Bước 6, bây giờ chỉ cần lật ngược lại là bạn có ngay một hệ thống thông minh tự chạy thức ăn ra cho mèo cưng rồi đấy. Bé mèo cứ thế đến ăn, ăn hết bao nhiêu thì thức ăn sẽ chảy ra thêm, nên bạn sẽ chẳng phải lo bé mèo bị đói cho dù chúng ta có vắng nhà vài ngày đi nữa. Trên đây là mẹo quạt tự tạo dụng cụ đựng thức ăn cho mèo, mình cùng tham khảo và áp dụng thế nào. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mến chào tạm biệt.